Các bác báo cáo là thời tiết Hà Nội mấy hôm nay nó khắc nghiệt kinh khủng. Thì nói về thời tiết và cây cảnh bonsai các bác thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như trước đây, cách đây mấy hôm thôi, cây của em thì chơi dưới đất, mặc dù nắng chết cha bỏ mẹ thì nó vẫn ở dưới, có hơi đất mát cũng chẳng sao cả. Nhưng mà lên chuyển nó lên mái là, hoặc là lên cao ban công là một vấn đề rất là lớn, nó khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Nhưng quan trọng là cây nó vẫn thích nghi được, nhưng mà có điều là nó bị sốc, nó chưa có thời gian quen được. Thì lỗi có cây nào chết hay là gì thì cũng là lỗi của mình thôi các bạn, vì đã yêu cây thì phải chăm nó. Thực tế là nhiều lúc công việc nó bận bề thì không chăm được, thì chết thì chỉ biết trách mình thôi, chứ không phải là tại cây đâu các bạn. Đấy, vì nó không chịu được phơi nắng, đốt nắng cả ngày thế này chịu sao. Những cây sung này của em là nó thuộc diện rất là khỏe, là nó lá nó vàng hết rồi. Đấy, thì phải có phương án che chắn hay là cho nó vào bóng râm thôi. Nhiều nhà như bác, các bác hoặc là như nhà em là không có bóng râm thì phải chịu. Che thì hiện tại em chưa làm rồi, chưa có thời gian để làm mái rồi làm lưới đen che. Đấy, vì cây nó đang ở dưới đất mát, nó quen rồi, lên đây nó chưa quen. Có những cái dòng nó rất là khỏe, nó lên nó không có bị cháy nhiều, nhưng mà thực tế là chẳng có cây nào mà nó chịu được khắc nghiệt này đâu, chỉ có cây khỏe hơn là cây yếu hơn thôi. Nhất là những dòng cây mà ở trong bóng mát lâu, lên đây cái thì biết mặt nhau ngay. Đấy, chia sẻ với các bác một số cái hạn chế khi mà chơi cây ở trên cao trong cái thời tiết như này. Thế còn hôm trước thì nói chung là cũng hết cây để làm này, thì đem cây sung này ra này tuốt lá này để đón cái lớp lá mới cho nó đều răm. Cái thứ hai là cái lá này nó cũng cháy nắng một số lá rồi, thì cũng tuốt để chia sẻ các bác nhé. Cây sung ngồi rất là thích nắng nắng kích khủng luôn ạ.
Vặt sơ sơ rồi. Đấy thì hôm trước chỉ cắt thì về cơ bản nó chỉ được cái bóng các bác xem thôi, chứ chi tiết ở bên trong thì nó chưa chuẩn lắm. Và những cái bước mình vặt như này mình chỉnh thì nó sẽ chuẩn hơn. Và khi nào nó hoàn thiện rồi thì các bác thi thoảng mới phải vặt rút sạch như này thôi. Đấy.
vừa kịp trời tối các bạn. Đấy thì cần phải nhiều lần như thế nữa. Cái dăm nó mập lên thì nó dài ra thì mới ổn cây này. Đấy. Mới ổn cây này. Các nhìn, đang muốn làm theo cái phong cách quốc tế một chút các bác, thiên nhiên ấy. Bonsai thiên nhiên. Đấy. Không quá chú trọng tay cành. Luật này luật kia, miễn là nhìn nó thiên nhiên là được. Mà nó lùn thì chia sẻ các bác là lá, nếu các bác chơi nắng thì đừng có tuốt lá nha em nhé. Nếu tuốt thì phải cho ở nhà nhé. Đấy, vì ra lá non nó bị cháy ngay. Đấy, thì trời cũng đã tối. Mấy tháng nay chỉ được có bấy nhiêu thôi, dăm thôi. Để lá thì rất xung xuê, nhưng mà lọc ra thì còn phải chờ nhiều lần nữa các bác ạ. Không phải một sớm một chiều mà xong được cái cây một sớm một chiều nữa thì không có giá trị nhá. Hiểu như vậy, nó quý ở cái chỗ là không phải lúc nào cũng làm được, không phải ai cũng làm được, và không phải là một sớm một chiều mà xong. Nếu một sớm một chiều mà xong thì cây nào thì cũng chẳng có giá trị mấy đâu các bác. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nhé. Hết cây để làm thôi các bác. Giờ tiền nhập thêm thì không có rồi. Đấy. Rồi, chào các bác.